mỹ thân thì ngươi biết tay ta. Chú nhắc, đi ra chỗ khác chơi để cho mèo con được yên. Đây thì đây, sợ gì chứ. Ôi mèo con, em có bị sao không? Em bị chuột nhắt ghẹo em hả? Có cần chị đi bắt con chuột nhắt về đây để bắt đền cho em không? Dạ không phải. Em luyện trèo cây mà bị ho với sốt nên trượt chân té ngã ạ. Kết quả là gãy móng với đau chân nữa. À thôi thôi thôi, chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Thể lực của em đang bị giảm sút đó, cho nên em rất là dễ bị té ngã. Không được, để chị mang em qua nhà đốc tơ khỏe để nhờ đốc tơ khỏe trị bệnh cho em nha. Dạ. Đốc tơ khỏe ơi, vết thương của mèo con có nghiêm trọng lắm không? Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao hết nha. Vậy bây giờ mình có cách nào giúp mèo con có thể giảm sốt và giảm ho nhanh không hả đốc tơ khỏe? À, đợi xíu, có Mân Châu làm xong nước gội đầu trong bếp xong, rồi sẽ ra đây liền nha. Cỏ Mần Trầu xin chào mọi người ạ. Chào Cỏ Mần Trầu, em có thể giới thiệu về bản thân của mình được không? Dạ, theo y học cổ truyền, cỏ Mần Trầu có vị ngọt nhạt, tính mát, có tác dụng tiêu viêm, hạ sốt, làm ra mồ hôi. Còn theo nghiên cứu của y học hiện đại, cỏ Mần Trầu chứa các hoạt chất như là flavonoid, phenol, steroid, tannin, coumarin, alkaloid và saponin. Đặc biệt là tannin và C-glycosin flavone có tác dụng điều trị các bệnh lý viêm, kháng khuẩn và kháng virus ở đường hô hấp tốt nhất. Nhưng mà cách dùng cỏ mần trầu như thế nào hả Dr. Khỏe? Chúng ta dùng cỏ mần trầu và cỏ tranh, mỗi loại 16 gram và sắc nước uống nha. Vậy mình có cần phải có những cái lưu ý như thế nào hay không hả Dr. Khỏe? Cần rửa sạch kỹ cỏ mần trầu trước khi dùng. Vì em thường mọc dại nên sẽ bị bụi bẩn, đất cát bám khá nhiều ạ. Trẻ em và những người có cơ địa nhạy cảm không nên dùng cỏ mần trầu. Tốt nhất nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng để biết liều lượng phù hợp và tránh tác dụng phụ. Hay, bây giờ thì có cỏ mần trầu ở đây rồi. Mèo con, yên tâm rồi nha. Dạ. Nhau, em sẽ khỏe mạnh để trèo cây lại ạ. Tiếc là thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Dr. Khỏe, Cỏ Mần Trầu và Mèo Con xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.